Như chúng tôi đã phản ánh trong nhiều bản tin, tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế đã xảy ra nhiều tháng nay tại các bệnh viện và cơ sở y tế. Tình trạng này đã khiến người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế cũng phải bỏ tiền túi để tự mua thuốc điều trị. Điều này vừa ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh, vừa làm giảm tính công bằng trong thụ hưởng bảo hiểm y tế. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên VTC14 tại một số cơ sở y tế. Trong kho thuốc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, sulfatang, một trong những hợp chất dùng trong điều trị suy hô hấp ở trẻ sinh non, số lượng chỉ còn 4 hộp. Thuốc điều trị ung thư, điều hòa miễn dịch Tadocen không còn hộp nào. Không chỉ có hai loại trên, một số loại thuốc khác thuộc nhóm điều trị ung thư, thuốc cấp cứu cũng đang thiếu. Từ cuối năm ngoái thì là xử lý hết hầu như đã gọi hàng. Hiện tại bây giờ là thiếu như thế thôi, còn khi trước thì đã mua cúng hàng trước rồi thì đủ rồi. Tức là bây giờ mình còn cái số lượng ít thôi đúng không ạ? Vâng ạ. Vậy thì không biết là nếu mà chưa có cái trúng thầu như thế thì cái này thì bao giờ sẽ hết, số lượng này bao giờ sẽ hết nếu mà không được trúng thầu để được bổ sung tiếp theo ạ? Cái này nó tùy thuộc vào số lượng bệnh nhân mà chúng hạn nếu dùng nhiều thì nó sẽ hết ngay. Đang trong đợt điều trị ung thư, trong phác đồ điều trị của bệnh nhân này có 5 loại thuốc nằm trong danh mục chi trả của bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, một loại bệnh viện đang hết. Để không gián đoạn quá trình điều trị, gia đình bệnh nhân đã phải bỏ tiền túi, trực tiếp đi mua tại các quầy thuốc bên ngoài bệnh viện. Thì điều trị lần một ở bệnh ca thì phác đồ điều trị thì cũng phải là gia đình cũng thiếu một thứ thuốc, gia đình cũng phải đi mua. Thì sau đó thì đến đợt 2 thì về trên này là điều trị thì kiểm tra thì cũng là cái phác đồ điều trị nó cũng như nhau mà thuốc cũng thiếu thì cũng phải đi mua một thứ. Quá trình điều trị bệnh ung thư hầu hết là lâu dài, tốn kém nên việc phải bỏ tiền túi mua 1-2 loại thuốc hóa chất cũng khiến nhiều bệnh nhân gặp khó khăn. Loại thì bảo hiểm có và một loại không có thì gia đình phải tự túc một loại, có gia đình thì rất khó khăn thì bệnh tật phải cố gắng rồi. Người khổ nhất vẫn là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Thì chúng tôi bác sĩ là những người mà chỉ mong muốn là bệnh nhân làm sao luôn luôn đầy đủ thuốc. Đó thì trước cái tình trạng thiếu thuốc như thế này thì chúng tôi vẫn phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để hy vọng rằng là ở tuyến trên đã có cái cơ chế tháo gỡ. Thế còn ở tuyến dưới khi mà bệnh nhân không đủ điều kiện lên tuyến trên, một số bệnh nhân không có hoàn cảnh lên, người ta rất là khó khăn về vấn đề chăm sóc cũng như là vấn đề chi phí phát sinh ấy. Thì người ta có đề xuất là điều trị tại tỉnh. Thì những trường hợp đó thì chúng tôi đều giải thích rất là rõ ràng là khi điều trị tại tỉnh thì các bác sẽ tạm thời trong giai đoạn đó là sẽ phải tự túc kinh phí. Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện nay tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại bệnh viện cơ bản được giải quyết. Do trước đó, bệnh viện cũng đã dự trù trước nhập số lượng lớn về kho của bệnh viện. Tuy nhiên, hiện một số nhóm thuốc biệt dược, thuốc đàm phán giá vẫn thiếu. Các bệnh viện là toàn quốc nói chung, trong đó đa khoa bệnh viện các tỉnh Vĩnh Phúc cũng là trong cái hoàn cảnh chung ấy thôi. Tức là cái thủ tục làm thuốc, đấu thầu thuốc và đấu thầu vật tư y tế rất là khó khăn. Nó liên quan đến các cái thủ tục và quy định trong các văn bản, đặc biệt là mới đây cái nghị định 98 mới ra. Trong đó thứ nhất là về mặt giá, thì chúng ta biết là giá thuốc thì giá kế hoạch xây dựng thì căn cứ vào giá trúng thầu trước đó 12 tháng hoặc là sử dụng 3 báo giá. Thế nhưng mà bây giờ hiện tại có những đơn vị không cung ứng đủ báo giá hoặc là trước đó cũng 12 tháng thì có đơn vị không công khai giá thì trên cái kết quả đấu thầu trên cái trang đấu thầu của bộ. Thứ ba nữa là cái giá kế hoạch nhiều khi nó quá thấp, còn cứ theo cái báo giá trước thì lúc đó giá nó trượt giá đến thời điểm xây dựng kế hoạch đấu thầu thì giá nó trượt giá đi rồi, nên vậy là cái giá đấu thầu kế hoạch quá thấp thì các công ty trúng thầu rất là khó khăn, người ta cung ứng rất là khó khăn cho người ta, nên là người ta cũng rất ít công ty trúng thầu được. Còn tại cơ sở y tế này, không khó để bắt gặp hình ảnh người nhà bệnh nhân phải ra các quầy thuốc ngoài bệnh viện để mua kim luồn, dây chuyền, ống nối. Những loại vật tư y tế này đều thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Bệnh viện hiện đang hết hai đơn, hai loại thuốc rồi, mình chỉ lấy thêm hai loại. Bây giờ mình ra ngoài mua mới đủ. Ở quầy của bệnh viện không có, và ở quầy của bệnh viện bảo là đi ra quầy ngoài mua. Trước đó, theo báo cáo của Bộ Y tế, có 28 sở y tế và 12 bệnh viện trung ương xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế. Tình trạng thiếu thuốc ở bệnh viện tỉnh, trừ các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế là 75%, thiếu 73% vật tư tiêu hao và thiếu hơn 40% trang thiết bị y tế.